Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023. Trong phiên họp này, Chính phủ xem xét cho ý kiến về 4 nội dung đề nghị xây dựng pháp luật: đề nghị xây dựng luật nhà giáo, dự án luật lưu trữ sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hóa chất, về việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư ngân sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công. Phiên họp này, Chính phủ xem xét cho ý kiến đối với 4 nội dung: đề nghị xây dựng luật nhà giáo, dự án luật lưu trữ sửa đổi, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hóa chất, về việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư ngân sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công. Về đề nghị xây dựng luật nhà giáo, các thành viên Chính phủ cho rằng Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Lực lượng nhà giáo chiếm tỷ lệ rất lớn trong biên chế sự nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, hệ thống cơ chế chính sách quy định về nhà giáo được quy định tản mạn tại nhiều văn bản khác nhau, thiếu đồng bộ, chưa rõ nét. Cơ chế chính sách hiện hành chưa đủ mạnh để khuyến khích, động viên được nhà giáo. Vì vậy, cần rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan như luật giáo dục nghề nghiệp, bộ luật lao động, luật cán bộ công chức, luật viên chức, luật thi đua khen thưởng, luật ngân sách nhà nước. Về dự án luật lưu trữ sửa đổi, các thành viên Chính phủ đề xuất Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu một số nội dung như chứng chỉ hành nghề lưu trữ tư, bổ sung các quy định để xử lý những bất cập vướng mắc phát sinh trên thực tiễn. Cùng với đó là tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với các luật liên quan, luật đầu tư, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật di sản văn hóa. Về đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hóa chất, các thành viên Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục tổng kết luật hóa chất hiện hành và các quy định có liên quan, xác định những bất cập vướng mắc về pháp lý trong quá trình thực hiện thì sửa đổi bổ sung trong dự án luật lần này, đồng thời kế thừa những quy định đã ổn định, áp dụng có hiệu quả, đồng thời rà soát, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan. Về việc xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư ngân sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công, các thành viên Chính phủ cho rằng việc xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư ngân sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công là rất cần thiết, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là các dự án đầu tư về hạ tầng, giao thông. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các bộ, ngành đã tích cực chuẩn bị, trình các dự án, đề nghị xây dựng luật, nghiêm túc tiếp thu, giải trình, tích cực thẩm định, thẩm tra, kịp tiến độ trình Chính phủ. Đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát với tinh thần xây dựng cao của các thành viên Chính phủ và các đại biểu. Lưu ý thêm một số nội dung về đề nghị xây dựng luật nhà giáo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ khái niệm nhà giáo, vị trí, vai trò, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo, tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo và quản lý nhà nước về nhà giáo. Đối với đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hóa chất, Thủ tướng khẳng định cần phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại, đồng thời quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời, quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm và nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn hóa chất. Về việc xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư ngân sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là việc rất cấp bách. Chúng ta càng trình Quốc hội tháo gỡ sớm bao nhiêu thì càng đẩy nhanh được việc thực hiện các dự án hạ tầng bấy nhiêu. Chúng ta đã có kinh nghiệm và tiền lệ trong xây dựng một luật sửa đổi một số luật có liên quan để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trình Quốc hội năm 2021. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành chủ trì tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn thiện các dự án luật, đề nghị xây dựng luật dự thảo nghị quyết bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng, chú trọng việc tổ chức lấy ý kiến các đối tượng tác động, nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn, tăng cường truyền thông chính sách để tạo sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là các cơ quan của Quốc hội. Sáng nay ngày 29 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, trao tặng nhà tình nghĩa cho các chiến sĩ công an hy sinh trong vụ khủng bố vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tua, huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Chia sẻ với gia đình các cán bộ, chiến sĩ về sự mất mát đau xót này, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những cán bộ chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình các anh phải gánh nỗi mất mát to lớn vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đảng,
Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các cán bộ công an hy sinh, có hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng công an nhân dân sớm vượt qua mất mát lớn lao này. Bộ trưởng Tô Lâm đã trao hỗ trợ số tiền 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ hai gia đình, Thiếu tá Hoàng Trung và Thiếu tá Trần Quốc Thắng. Trao số tiền tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho thân nhân các liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân và Hà Tuấn Anh. Trao 50 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương. Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ công an tại hai xã Ea Katu và Ea Tiêu. Quỹ thiện nhân của tập đoàn Vingroup cũng hỗ trợ mỗi gia đình có cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh số tiền 500 triệu đồng. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Thanh Trì báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thành phố Hà Nội sẽ quyết liệt rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, tiếp tục kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, tới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị, nhằm khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thành phố cũng sẽ quyết liệt rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, tiếp tục kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm. Vừa qua, Thành ủy Hà Nội cũng đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, ưu tiên các dự án nhằm giải quyết những nhu cầu bức thiết của người dân, trong đó có các dự án cấp nước sạch. Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, tin tưởng để xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, văn hiến và hiện đại. Sáng nay, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên, tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên thành phố đã đạt được trong 15 năm thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sơ kết 2 năm tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên là dịp để tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố và các cấp bộ đoàn thủ đô nhìn lại chặng đường 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết 25, 2 năm thực hiện kết luận số 1 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05, đồng thời cũng ghi nhận, đánh giá, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu có những cách làm hay, mô hình mới, phần việc sáng tạo, có ý nghĩa với cộng đồng trong quá trình tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận. 50 tập thể cùng với 69 cá nhân thanh niên tiêu biểu của thủ đô với tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có những thành tích xuất sắc trong thời gian qua cũng đã vinh dự nhận được bằng khen của Thành đoàn Hà Nội. Thưa quý vị, báo cáo tình hình kinh tế xã hội mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, tính bình quân 6 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2022. Theo cơ quan thống kê, thì chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước có xu hướng giảm dần. CPI tháng 1 tăng cao nhất với 4,89%, tháng 2 tăng 4,31%, tháng 3 tăng 3,35%, tháng 4 tăng 2,81%, tháng 5 tăng 2,43% và đến tháng 6 mức tăng còn 2%. Đóng góp cao nhất cho mức tăng 3,29% CPI 6 tháng đầu năm là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng. Chỉ số giá nhóm này tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, chỉ số giá nhóm giáo dục bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,95% so với cùng kỳ năm trước do một số địa phương đã tăng học phí trở lại từ tháng 9 năm ngoái. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, giá điện sinh hoạt tăng 3,12% do nhu cầu sử dụng điện tăng và quyết định tăng 3% giá điện của EVN áp dụng từ ngày 4 tháng 5 năm 2023, tác động làm CPI tăng 0,1 điểm phần trăm. Với CPI tăng 3,29%, bình quân 6 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,74% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức CPI bình quân chung tăng 3,29%. Số liệu Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố cho thấy tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 6 ghi nhận những tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
tháng 6 năm 2023 có 13.904 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời ghi nhận 7.098 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, mức cao nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, tăng 215% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, cả nước có 12.333 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm, có hơn 113.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường. Bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, đồng thời cũng ghi nhận khoảng 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trung bình mỗi tháng có 16,6.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Con số này đã giảm so với mức bình quân doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong một tháng của giai đoạn 5 tháng đầu năm 2023. Đây là những tín hiệu tích cực trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp phải nhiều khó khăn. Thưa quý vị, thông tư số 03 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ các nhà đầu tư cũng như là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thêm dòng tiền để xử lý một phần trái phiếu đáo hạn trong năm 2023. Điều này cũng đồng nghĩa doanh nghiệp có thêm lực duy trì sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cho phép các tổ chức tín dụng mua lại trái phiếu doanh nghiệp mà không cần chờ sau một năm. Thông tư 03 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân đã góp phần gỡ nút thắt thanh khoản trên thị trường, đồng thời giúp ổn định tâm lý tổ chức phát hành và nhà đầu tư trước áp lực đáo hạn trái phiếu. Thông tư 03 cũng góp phần đưa thị trường về trạng thái cân bằng và ổn định hơn khi tài sản được nắm giữ bởi nhà đầu tư. Thì khi mà thị trường đang ở niềm tin hàng khá yếu, thì trái phiếu khi phát hành ra thì bản thân cái người dân Việt Nam chúng ta thì vẫn chưa có nhiều niềm tin để mà vào thị trường ngay. Cái kênh này khi khơi thông thì chắc chắn nó sẽ là một cái kênh mà huy động tốt để chúng tôi có thể là phục hồi để bổ sung cái nguồn tiền để hoạt động. Thông tư 03 là giải pháp tình thế tháo gỡ khó khăn trước mắt cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thực thi chính sách này cũng là cách tạo lập lại niềm tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Có một số những cái nó đi thẳng vào các cái vấn đề điểm nghẽn mà nó đang tạo ra cái rào cản, thì tất cả các cái chỉ thị văn bản của Thủ tướng từ việc là xác định từng phân khúc, xác định dòng tiền, xác định có các gói tín dụng, xác định cho các vấn đề vướng mắc của trái phiếu vân vân, thì chúng tôi cho rằng tất cả các cái văn bản của Thủ tướng hiện nay đều đang có những cái giá trị nhất định. Thông tư 03 chỉ có hiệu lực áp dụng đến hết năm 2023. Theo các chuyên gia, để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi bền vững, đòi hỏi sự nỗ lực dài lâu từ tất cả các bên liên quan. Chỉ có động thái của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại trái phiếu của các cái doanh nghiệp này đang gặp khó khăn đến cái giai đoạn cần phải giải ngân là một cái giải pháp rất là tốt, nhưng mà bên cạnh đấy cũng kèm theo nhiều những cái giải pháp nữa để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thông tư 03 đang tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và Bộ Tài chính luôn giám sát thực hiện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thông tư đến cuối năm 2023. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề, sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề gia công, tái chế kim loại thông qua áp dụng công nghệ phù hợp, thực hành môi trường tốt nhất và hỗ trợ chính sách đã được Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường và tổ chức Winrock International phát động vào sáng nay tại Hà Nội. Đây là một trong 6 sáng kiến hướng tới giảm ô nhiễm làng nghề nói riêng và giảm thiểu ô nhiễm không khí từ giao thông và rác thải hướng tới xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức quốc tế sẽ hỗ trợ Việt Nam giải quyết những thách thức về ô nhiễm môi trường thông qua cách tiếp cận tác động tập thể để tìm ra tiếng nói chung. Trong 2 năm triển khai, từ 2023 đến 2025, các dự án sẽ khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tác động tới sức khỏe cộng đồng, công khai minh bạch thông tin môi trường, xây dựng giải pháp tổng hợp đa lĩnh vực. Đây là nỗ lực chung của Việt Nam và Hoa Kỳ trong giải quyết tình trạng ô nhiễm trong nước, góp phần vào bảo vệ môi trường mang tính toàn cầu. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 6, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với vụ pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế hợp lý đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm bao bì và chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý giám sát, hỗ trợ thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất nhập khẩu.
Bắt đầu từ năm 2024, nhà sản xuất nhập khẩu sẽ phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm bao bì của mình theo quy định của luật bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đến nay nhiều doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn, các định mức chi phí tái chế như đề xuất trong dự thảo có thể dẫn đến nguy cơ tăng giá đối với nhiều sản phẩm hàng hóa. Cùng với đó, công thức tính như trong dự thảo đang bỏ qua yếu tố lợi nhuận của doanh nghiệp tái chế từ vật liệu tái chế hay giá trị thu hồi của bao bì. Theo các chuyên gia, yêu cầu nhà sản xuất có trách nhiệm trong việc thu gom, xử lý, tái chế sản phẩm của mình là một điểm rất tiến bộ trong luật bảo vệ môi trường. Dù vậy, để triển khai và thực hiện hiệu quả, cần xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt là cần xác định được định mức chi phí tái chế một cách phù hợp với nền kinh tế Việt Nam. Thưa quý vị, vừa qua tình trạng thiếu điện sản xuất tại khu vực phía Bắc đã diễn ra, khiến một số khu công nghiệp lớn tại khu vực này bị cắt điện luân phiên, tác động tiêu cực đến chất lượng tiến độ sản xuất của doanh nghiệp đã đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề về tự chủ về năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Một trong những nhiệm vụ cấp bách cần tập trung triển khai tại Quy hoạch Điện 8 là phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Đây cũng là nội dung được các doanh nghiệp quan tâm tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển ứng dụng điện mặt trời trong sản xuất công nghiệp tại Việt Nam sau đợt khủng hoảng điện vừa qua do Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội tổ chức vào sáng 28 tháng 6. Với việc sử dụng năng lượng xanh từ hệ thống điện mặt trời mái nhà, doanh nghiệp sẽ được hưởng các lợi ích về kinh tế, tiết giảm kinh phí sản xuất, có chứng chỉ xanh để nâng cao lợi thế cạnh tranh khi xuất khẩu. Các doanh nghiệp cũng đề xuất cần sớm có cơ quan quản lý cấp phép triển khai điện mặt trời mái nhà để sớm đưa mô hình vào thực tiễn. Theo luật phòng chống ma túy năm 2021, người sử dụng ma túy sau thời gian cai nghiện 24 tháng tại các cơ sở cai nghiện sẽ không cần quản lý sau cai 24 tháng tại các cơ sở quản lý sau cai mà được bàn giao về địa phương và chịu sự giám sát quản lý tại địa phương. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để giữ cơ sở sạch ma túy cũng như giảm tình trạng tái nghiện, mất an ninh trật tự tại cơ sở. Đây là một buổi tư vấn cho những người đã cai nghiện ma túy tại cộng đồng tại điểm phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo mô hình hỗ trợ pháp lý và xã hội truyền gửi. Mỗi tuần một buổi, cán bộ phòng giáo dục và hòa nhập cộng đồng của cơ sở cai nghiện ma túy số 6 sẽ trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện và cung cấp kỹ năng phòng tránh tái nghiện và hòa nhập cộng đồng bền vững. Thực hiện công văn 3975 của Sở Lao động, cử cán bộ cơ sở để tham gia phối hợp với lại các địa bàn để hỗ trợ cho các anh em trong câu lạc bộ của B93. Và hiện nay bây giờ đang là mô hình hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội chuyển gửi. Đây là một trong những mô hình rất là nhân văn, bởi vì là khi khách hàng tham gia mô hình thì sẽ được kết nối với các dịch vụ ngoài cộng đồng. Cho nên là cơ sở cũng đã cử cán bộ hàng tuần là xuống 3 cái điểm phường quận Long Biên để tham gia hỗ trợ các khách hàng trong mô hình để làm sao mà cái mục đích cuối cùng là để giúp họ giữ sạch lâu nhất và tái hòa nhập cộng đồng bền vững và thành công. Phường Ngọc Lâm là một trong 3 phường còn lại của quận Long Biên hiện vẫn đang duy trì mô hình hỗ trợ pháp lý và xã hội chuyển gửi, một mô hình rất hiệu quả trong quản lý người sau cai tại cộng đồng được thực hiện ở giai đoạn 2018-2020. Mô hình hỗ trợ pháp lý và xã hội chuyển gửi sẽ giúp cơ sở cai nghiện nắm được thực tế người cai nghiện sau khi về địa phương sẽ như thế nào, từ đó phối hợp chặt chẽ với địa phương để quản lý người nghiện. Tại 3 phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Bồ Đề trên quận Long Biên, người sau cai giữ sạch ma túy trên 3 năm, có những người hơn chục năm không tái nghiện. Vì chỉ khi mà chúng ta theo sát họ về đến địa phương thì chúng ta biết được cuộc sống thực tế của họ ngoài cộng đồng như thế nào. Những cái vấn đề chúng ta quan tâm liệu có phải chỉ nằm trên giấy tờ hay không, hay là nó còn đi ra thực tế, nó là một cả một cái quá trình khác nữa. Và cái việc đồng hành cùng với họ đó thì đã giúp chúng tôi nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cũng như là những cái mà bất cập trong cái việc mà hỗ trợ họ ngoài cộng đồng, xem họ cần cái gì và cần biết được họ cần cái gì thì biết nguyên nhân ở đâu, chúng ta sẽ có giải pháp ở đó. Đến động viên chia sẻ rồi anh em tôi thấy hoàn cảnh khó khăn, tôi đến tạo điều kiện giúp đỡ, động viên gia đình bố mẹ vợ con luôn luôn thường xuyên nhắc nhở, mới hai là mình cũng rất chân tình với họ. Tuy nhiên, mô hình hỗ trợ pháp lý và xã hội chuyển gửi hiện chủ yếu là vận động từ công tác tình nguyện thành viên của câu lạc bộ B93 cũ, các cán bộ nghỉ hưu, những người làm công tác xã hội tham gia hỗ trợ, nên trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ còn một số quận huyện. Để phát huy hiệu quả công tác quản lý sau cai, bảo đảm an ninh trật tự xã hội tại cơ sở, cần thiết có những giải pháp bảo đảm hoạt động cho các mô hình này. Tiếp theo chương trình,
tìm thấy hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở Đà Lạt. Ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như truyền hình nhân dân đã đưa tin, liên quan đến vụ sập bờ ta luy sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại một công trình đang xây dựng trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Sau nhiều giờ triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp đất đá và bê tông. Ghi nhận tại hiện trường, đến gần 12 giờ trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân. Hai nạn nhân là công nhân ngủ lại để trông coi công trình, thường trú tại tỉnh Phú Yên. Ngoài ra, 4 người bị thương trong ngôi nhà cạnh đó đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị. Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo các cấp đã tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ di rời người và tài sản của các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ kinh phí để đưa thi thể nạn nhân trở về địa phương an táng. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có văn bản hỏa tốc chỉ đạo sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình xây dựng có độ dốc cao. Chiều ngày 29 tháng 6 tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Thủ đô đã tuyên án vụ tham ô tài sản 50 tỷ đồng xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đối với 7 bị cáo. Đây là vụ án tham nhũng có tính chất nghiêm trọng nhất từ trước tới nay xảy ra trong lực lượng Cảnh sát Biển. Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp của quân đội, hành vi cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình công tác, các bị cáo có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều huân huy chương, gia đình có công với cách mạng. Trong quá trình xét xử, thành khẩn khai báo, hoàn lại toàn bộ số tiền 50 tỷ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Do đó, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Văn Sơn 16 năm tù, Hoàng Văn Đồng 15,5 năm tù. Ba bị cáo Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng cùng bị tuyên mức án 15 năm tù, Bùi Văn Hòe 12 năm tù, Nguyễn Văn Hưng 10 năm tù về cùng tội danh tham mô tài sản. Sau khi chấp hành xong bản án, các bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chỉ huy quản lý trong 3 đến 5 năm. Chiều nay cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, các thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, môn thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bước vào môn thi cuối cùng với tâm lý khá thoải mái, các thí sinh đánh giá đề thi các môn năm nay sẽ khó đạt điểm tuyệt đối nhưng có thể đạt trung bình từ 7 đến 8 điểm. Dạ, em nghĩ là đề thi là nó sẽ vừa với đa số các bạn. Và em nghĩ là sẽ có một vài câu nâng cao dành cho những cái bạn mà thật sự chú tâm vào những môn học bài như là sử địa hoặc là công dân. Môn ngoại ngữ chắc là em muốn trên 8 điểm. Còn những môn tổ hợp thì em muốn là mỗi môn em ít nhất cũng được phải 7, 7 rưỡi. Bất ngờ nhất thì chắc là chỉ có hóa thôi. Với đề sinh với lý thì cũng không gọi là quá khó. Cũng mong là các môn sẽ trên 7 hoặc là trên 8. Sau kỳ thi thì em nghĩ là nếu như mà điểm như thế nào thì cũng là hết sức mình rồi, thì em cũng sẽ rất là vui vẻ nhận số điểm đó. Theo các thí sinh, nhiều em đã xét tuyển học bạ vào đại học nên các em chỉ cần tập trung thi để xét tốt nghiệp, do đó không quá áp lực trong kỳ thi này. Còn theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, qua 2 ngày thi, tỷ lệ dự thi ở các môn đều đạt trên 99%. Có trường hợp thí sinh đem điện thoại vào phòng thi đã lập biên bản đình chỉ thi. Tuy số lượng thí sinh dự thi ở mỗi môn đều khác nhau, nhưng các điểm thi đã bố trí lực lượng coi thi hợp lý, bảo đảm an toàn trong kỳ thi. Sáng nay tại khu mộ và nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn, chiến sĩ cách mạng tiền bối của Đảng, ngày 29 tháng 6 năm 1899. 29 tháng 6 năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Sơn tên thật là Lê Văn Phan, sinh ngày 29 tháng 6 năm 1899 trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Xuân Hồ, Tổng Xuân Liễu, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là người học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, trực tiếp tham gia các lớp đào tạo huấn luyện cách mạng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, thành lập An Nam Cộng sản Đảng, là sáng lập viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Sơn 3 lần bị địch bắt,
dù kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn, mua chuộc, dụ dỗ, nhưng không thể khuất phục được bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Ngày 20 tháng 2 năm 1933, đồng chí Lê Hồng Sơn bị xử bắn tại quê nhà xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Các đại biểu đã dâng hoa dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Sơn đối với cách mạng Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ gắn biển công trình tu bổ tôn tạo đình Trung Yên tại số 10 ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Dự án tu bổ tôn tạo đình Trung Yên là công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đình Trung Yên là một di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2008. Đình có niên đại khởi dựng từ khá sớm với phong cách nghệ thuật thế kỷ 19, thế kỷ 20. Hiện nay, tại đình còn lưu giữ một số tư liệu Hán Nôm như hoành phi, câu đối, văn bia, cho biết đình Trung Yên thờ một vị quan Đỗ tiến sĩ dưới triều Mạc. Trải qua thời gian dài tồn tại với những biến cố thăng trầm của lịch sử, đình Trung Yên rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Dự án tôn tạo đình Trung Yên hoàn thành, mang lại lợi ích kinh tế xã hội thông qua hoạt động tham quan tế lễ, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân những giá trị lịch sử văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, truyền thống văn hóa. Việc bảo tồn được một di tích như đình Trung Yên cũng giúp tô điểm thêm sắc màu kiến trúc và làm tăng thêm giá trị cho khu vực phố cổ Hà Nội. Ngày 28 tháng 6 tại Saint Petersburg, Đại sứ quán Hội Người Việt Nam tại Nga đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt lễ khánh thành bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô phương Bắc nước Nga, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg. Từ tháng 9 năm 2019, sau khi công bố kế hoạch dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô phương Bắc nước Nga, chính quyền thành phố Saint Petersburg đã cùng phía Việt Nam tích cực thúc đẩy nhằm đẩy nhanh tiến độ dựng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh thứ 5 tại Nga. Sau nhiều nỗ lực của cả hai phía, bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đặt lên bệ, chuẩn bị cho lễ khánh thành. Tượng bác cao 3 mét, bệ cao 1,5 mét, nằm ở khuôn viên tại nơi giao nhau giữa con phố mang tên Hồ Chí Minh và Đại lộ Khai Sáng thuộc quận Vyborg. Tượng bác hướng về phía đông phía Việt Nam. Tối 28 tháng 6, tại Đại học Mỏ Saint Petersburg đã diễn ra dạ tiệc kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến thành phố này. Sinh viên Việt Nam cùng sinh viên Nga và quốc tế đã mang lại cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi vẻ đẹp của từng quốc gia và tình hữu nghị Việt-Nga. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.